Nhưng quý vị đã biết là anh Nguyễn Bắc Chuyển hiện đang ở tù và vợ của anh là chị Phượng đã được mời đến để tham dự cái buổi hội nghị hôm nay và chị đã bị chặn ở Việt Nam và không có thể qua đây được. Tuy nhiên, chị đã gửi lời ủy quyền cho chị Michelle Mỹ Hạnh, xin mời chị lên đây để thay mặt cho gia đình gửi cái lời cầu nguyện của gia đình Nguyễn Bắc Chuyển, dâng lời cầu nguyện. Xin mời chị Mỹ Hạnh. Con xin phép chư vị lãnh đạo các tôn giáo và các bậc trưởng thượng. Con xin thay mặt cho em dâu con là Bùi Thị Kim Phượng đã gửi lời cầu nguyện theo phương thức của Phật giáo Hòa Hảo. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm nguyện cầu cho thế giới bình an. Xin cầu an cho các nạn nhân bị bức hại hay cầm tù vì niềm tin tôn giáo và xin ban cho họ được sống trọn phúc duyên trong niềm tin tôn giáo của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Và sau đây con xin mạn phép xin đọc bài Tỉnh bạn Trần gian của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Một trích đoạn trong khổ thơ đầu, ngài dạy rằng: cương thường gánh nặng trai dình trọ, tơ tóc vai quằn gái vẹn phân. Và hai khổ thơ cuối cùng ngài viết rằng: trần gian khói lửa với đao binh, chư Phật sớm bày phép hiển linh. Cứu khổ Nam mô vô lượng phước, diệt nàng tu rị hữu thiên kinh. Sống sao dương thế nhiều cay đắng, gió cuốn trần gian nỗi bất bình. Tín nữ thiện nam dình mối đạo, dầu cho lăn lóc ráng kiên trinh. Kiên trinh mà chịu lúc nàng tai, dẫu có gian nan dạ chớ nài. Vàng đá bao phen cơn nước lửa, chì thau lắm chuyện lúc non hài. Bền gan chờ đợi ngày xuân hiệp, gắng chí trông mong bữa tiệc khai. Thiên địa tuần quần gom một mối, phàm trần vạn kiếp kiến bồng lai. Nam mô A Di Đà Phật. I see in this room there's Miss Sarah Kong, a friend and an advocate who always there to fight for the persecuted. Sarah, would you like to come up? The persecuted believers of all faiths. So I would like to invite Sarah to come up here and offer a prayer in solidarity with all the prisoners of religious prisoners of conscience and their family. What you've done is so beautiful. I want it to be yours. I support you. Thank you. Kính thưa quý vị, chúng ta xin dành một phút để mà dâng lên những lời cầu nguyện từ trong con tim, từ trong những suy nghĩ âm thầm của chúng ta, những cái ý nguyện riêng của từng người. Xin mọi người im lặng, thinh lặng trong một phút để cầu nguyện theo ý nghĩ, theo ý chỉ riêng ạ. Hãy đến với các tù nhân lương tâm trên khắp thế giới, ở bên họ trong nỗi sợ hãi và cô đơn, trong cơn đau đớn của sự tra tấn về thể xác và tinh thần, và khi đối mặt với sự hành hình và cái chết, hãy giơ tay ra để phá vỡ xiềng xích của họ. Hãy tìm hiểu những kẻ áp bức và đặt một trái tim mới trong họ. Hãy
tha thứ cho tất cả những bất công trong cuộc sống của chúng ta. Và xin hãy biến chúng thành công cụ của hòa bình. Vì vết thương của các tù nhân lương tâm mà chúng ta cũng sẽ được chữa lành. Đến đây là chấm dứt nghi thức cầu nguyện. Và để kết thúc buổi cầu nguyện này, xin tất cả mọi người chúng ta cùng cầm lấy tờ giấy để trên ghế của tất cả mọi người. Xin quý vị chuyển lên vài tờ giấy. Có thể biết thì hát theo. Đây là cái bài hát mà chúng ta hát lên để tìm kiếm sự hòa bình cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ hát bằng bài tiếng Anh trước, Kinh Hòa Bình, và sau đó chúng ta sẽ hát bằng tiếng Anh cho các bạn trẻ, cũng giống như là tất cả những người mà bạn của chúng ta ở đây cũng có thể cùng dịch thông với chúng ta. Và nếu như mà ai không có thể hát theo thì có thể yên lặng và lắng nghe. Dạ, tiếng Việt trước và sau đó chúng ta sẽ phát tiếng Anh. Dạ, tôi xin mời.
Where is there in life that we bring home? Where there is darkness of only light? And where there's sadness ever joy? Oh, Master, grant that I may never sing. So let me console as to console, to be understood and to understand, to be loved and to love me for my soul. Make me a channel of your peace. It is Thank you.